Minh Đức Tử Vi Mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mà các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Kỷ Hợi, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành ninh mệnh, bình địa mộc, ngày Kỷ Hợi tức can khắc chi, nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, bình địa mộc, Kỷ Tuổi, Quý Tỵ, Ất Mùi, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là Tuổi, Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày Hợi lục hợp với Dần, tam hợp với Mão và Mùi thành mộc cục, xung với Tỵ, hình Hợi, hại thân, phá Dần và tuyệt Ngọ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Tân Tỵ, Đinh Tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi Canh Dần, Giáp Dần. Và các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Giải, tốt mọi việc, sao Hoạt Điệu, tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao Phổ Hộ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành. Sao xấu trong ngày gồm có sao Tiểu Hao, xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao Hoang Vu, xấu mọi việc, sao Nguyệt Hỏa, xấu đối với việc sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp, sao Băng Tiêu Ngọa Hãm, xấu mọi việc, sao Câu Trận, kỵ về an táng, sao Ngũ Hư, xấu đối với khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Chính Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tý chia sẻ cho vận trình của bạn gặp được nhiều sự may mắn. Ngày này, công việc và sự nghiệp của bạn tuổi Tý có được sự thuận lợi và nếu như có gặp phải khó khăn gì thì với bạn cũng sẽ được vận quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ, không còn phải bận tâm quá nhiều nữa. Không những thế, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý, mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, người thân của mình khá là hài hòa, tốt đẹp, gia đạo có được sự an yên. Và đây cũng là động lực lớn lao để cho bạn mệnh tuổi Tý tự tin hơn và nhiệt huyết hơn để theo đuổi những mục tiêu mà bản thân mình đã đặt ra. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có ngũ hành thủy vượng. Điều này nhắc nhở bạn tuổi Tý cần phải dành nhiều thời gian quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Và dù bạn bận rộn đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng nên tự có chế độ nghỉ ngơi và sinh hoạt khoa học, ăn uống đúng bữa, ngủ đủ giấc để duy trì sức đề kháng của mình được tốt hơn. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày Chủ nhật này. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, vận trình gặp nhiều điều may mắn nhờ có được các tinh che chở. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, công việc, sự nghiệp được thuận lợi, làm đến nơi đến chốn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, có khó khăn được quý nhân giúp đỡ, không phải bận tâm nhiều. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, người thân khá là hài hòa. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, cần phải dành thời gian quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 24, số 64, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu, Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn tuổi Sửu có được những cơ hội để cải thiện nguồn thu nhập hiện tại của mình. Trong ngày này, công việc của bạn tuổi Sửu tiến triển được ổn định, giúp cho tài chính của bạn duy trì ở mức đủ ăn, đủ mặc. Với những việc kinh doanh, nghề tay trái của bạn có thể sẽ tăng doanh thu một cách cho mình nhanh chóng nữa. Với bạn tuổi Sửu trong ngày Chủ nhật này, tài lộc có được sự dư dả, nhưng bản mệnh cũng đừng vì thế mà có tâm ỷ lại, lười lao động, vì chỉ có khi chăm chỉ làm việc thì bạn mới có được cơ hội phát triển bản thân mình, khám phá chính mình và tăng tài sản cho mình. Còn thực thế thì tiền có bao nhiêu rồi cũng sẽ có một ngày tiêu hết. Bên cạnh đó, vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Điều này sẽ khiến cho cái chuyện tình cảm lứa đôi gặp chút trục trặc vì niềm tin dành cho nhau chưa đủ. Và có thể tình yêu của hai bạn là thật lòng, nhưng lòng tin của hai bạn lại quá mỏng manh, cho nên mối quan hệ luôn ngập tràn nguy cơ, có thể sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào nữa bạn tuổi Sửu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim có nhiều cơ hội cải thiện về nguồn thu nhập hiện tại của mình. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, công việc tiến triển được ổn định, giúp cho tài chính của bạn cũng được ổn định. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, việc kinh doanh, nghề tay trái cũng có thể đem lại doanh thu cho bạn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tài lộc dư dả nhưng trở nên có tâm lý ỷ lại, lười lao động. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tình cảm lứa đôi gặp trục trặc vì thiếu niềm tin dành cho nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 66, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dần, Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày của lục hợp quý nhân chia chở. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dần thêm phần tự tin để theo đuổi những mục tiêu và lý tưởng của bản thân mình đã đặt ra. Trong ngày này, công danh sự nghiệp của bạn tuổi Dần đang trên đà phát triển. Nếu như bạn biết lợi dụng cơ hội lần này để tiến thân thì bạn không cần phải lo lắng về chuyện tương lai, có được nhiều bước đột phá lớn cho mình. Và trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Dần, các kế hoạch về hợp tác làm ăn cũng diễn ra được thuận lợi. Bản mệnh đang có cơ may phát tài rất lớn khi bạn có được sự hội tụ của các tinh trợ mệnh, thu về một khoản lợi không hề nhỏ. Và với bạn luôn có được những tính toán khôn ngoan và phải biết đầu tư chính xác vào đâu nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Vượng. Điều này sẽ giúp cho bạn có được một ngày khá là hạnh phúc với chuyện tình cảm lứa đôi. Với bạn may mắn có được cho mình một người bạn đời lý tưởng, một người biết chung vai sát cánh để chia sẻ bên bạn bất cứ lúc nào nữa rồi nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy nên tự tin theo đuổi những mục tiêu và lý tưởng của bản thân. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, công danh sự nghiệp trên đà phát triển. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, tương lai có thể sẽ có được nhiều bước đột phá lớn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, kế hoạch về hợp tác làm ăn diễn ra được thuận lợi. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, tình cảm lứa đôi được hạnh phúc, luôn được bạn đời chia sẻ. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 97, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão, Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày Quốc cục diện ngũ hành tam hợp, Hợi Mão Mùi trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho vận trình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay có được nhiều sự khởi sắc. Với bạn tuổi Mão, dựa vào tài năng của chính bản thân mình để giành lấy những cơ hội, dựa vào thực lực của mình để có được sự thành công, nhờ đó mà bạn có được nguồn thu đáng kể, giúp cho bạn có thể thoải mái chi tiêu hơn trong thời gian trước đó nữa rồi. Lại thêm, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, điều này sẽ mang tới cho bạn có được một ngày làm việc rất hiệu quả. Với bạn tuổi Mão được cấp trên công nhận và giao cho những trọng trách, cũng được đồng nghiệp yêu quý và hết lòng giúp đỡ. Tuy không tránh khỏi những áp lực và mệt mỏi, nhưng những điều đó chỉ càng khiến cho bạn có thêm động lực để tiến bước tới thành công mà thôi. Ngoài ra, vận trình ngày này, bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ giúp cho bạn đang có được gia đạo rất là êm ấm, các thành viên luôn có được sự gắn kết. Bối cảnh dịch bệnh khiến cho mọi người có thêm thời gian được ở nhà, nhờ vậy mà mối quan hệ gia đình được cải thiện đáng kể, không khí luôn luôn ấm áp và ngập tràn tiếng cười nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, vận thế tài lộc có nhiều khởi sắc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, dựa vào tài năng của mình để giành lấy cơ hội. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, có được nguồn thu nhập đáng kể, có thể thoải mái trong việc chi tiêu. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, có một ngày làm việc hiệu quả, được cấp trên công nhận. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, gia đạo êm ấm, các thành viên trong nhà có được sự gắn kết với nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 75, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn, Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn tuổi Thìn cần phải tập trung vào công việc của mình để không bỏ lỡ những cơ hội cũng như là thời gian trôi qua một cách đáng tiếc. Và nếu như bạn tuổi Thìn cứ tiếp tục để cho đầu óc của mình chểnh mảng như hiện tại, thì bạn có thể sẽ bị tụt lại phía sau để cho đối thủ vươn lên một cách dễ dàng và giành lấy được lợi thế. Trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này sẽ khiến cho bạn gặp phải những khó khăn trong việc xử lý các mối quan hệ về tình cảm. Có khi là vì giận cá chiếm thớt, việc học hành, sự nghiệp không được như ý muốn, cho nên với bạn tuổi Thìn tìm cách giải tỏa nỗi buồn bực không đúng chỗ, khiến cho tình cảm gia đình có sự rạn nứt, đôi lứa có sự mâu thuẫn nữa. Xem tử vi cũng cho thấy trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Và ngày này với bạn tuổi Thìn, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bản mệnh nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn có được nhiều sự may mắn, hạn chế những rủi ro xảy ra với mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa cần phải tập trung vào công việc để không bỏ lỡ cơ hội và thời gian một cách đáng tiếc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ có thể sẽ bị tụt lại phía sau nếu như cứ tiếp tục chểnh mảng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Thổ, chớ nên để đối thủ có cơ hội vượt lên dẫn trước. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim gặp khó khăn trong việc xử lý các mối quan hệ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, chớ có giải tỏa nỗi buồn bực lên người khác không liên quan. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 53, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022. Với bạn Tú Tỵ bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi, và đây có thể là nguyên nhân gây nên sóng gió cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Và ngày này, công việc của bạn Tú Tỵ gặp nhiều trục trặc, kết quả không được như mong đợi, khiến cho tâm tính của bạn bị đè nén, rất dễ xảy ra sự tranh cãi, mâu thuẫn với những người không cùng quan điểm với mình. Lại thêm, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn Tú Tỵ cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, điều này sẽ đe dọa tới vận trình tài lộc của bạn. Tài lộc chẳng những không có khoản thu nào về mà còn có nguy cơ bị thất thoát rất lớn vì sự chủ quan của bạn. Với bạn Tú Tỵ đang có những suy nghĩ quá đơn giản, dốc tiền vào đầu tư cho người không đáng tin cậy, bị lợi dụng lúc nào chẳng hay nữa đó bạn Tú Tỵ nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn Tú Tỵ lại đang gặp ngày có thủy họa bất dung, cho nên cái chuyện tình cảm của bạn đang có dấu hiệu ảm đạm. Với những hiểu lầm cũ chưa được tháo gỡ kịp thời, lại thêm có những vấn đề mới nảy sinh, và sau nhiều lần hàn gắn bất thành, đến chính bạn cũng cảm thấy chán nản với tình trạng hiện tại và chẳng còn muốn thiết tha với việc làm lành với người ấy nữa rồi. Về câu quyết cho bạn Tú Tỵ trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, vận trình có nhiều sóng gió, công việc nhiều trục trặc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, tâm tính bị đè nén vì kết quả không như mong đợi. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, dễ để xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn với người không cùng quan điểm. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, tài lộc có thể sẽ bị thất thoát một khoản không nhỏ. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, chán nản vì tình cảm liên tục nảy sinh vấn đề. Về đánh giá của bạn Tú Tỵ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 24, số 57, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022. Với bạn Tử Ngọ bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có Tỵ Kim chiếu mệnh, điều này sẽ giúp cho bạn Tử Ngọ trở nên nổi bật và tài hoa, khiến cho người khác phải khâm phục về tài năng của mình. Trong ngày này với bạn Tử Ngọ, nhờ tài ăn nói khéo léo cũng như là vốn kiến thức hiểu biết mà bạn dễ dàng gây dựng được thiện cảm trong tập thể, nhận được sự đánh giá cao từ đồng nghiệp cũng như là từ phía lãnh đạo. Và trong ngày này với bạn Tử Ngọ, bạn là người có tham vọng lớn, nhưng bạn cũng cần phải học cách kiềm chế, thể hiện sự khiêm tốn cũng như là biết lúc nào nên thể hiện bản thân mình để được yêu mến hơn. Và dù năng lực của bạn cao và hiểu biết rộng rãi thì bạn vẫn cần có chừng mực, không nên phô trương quá nhiều, kéo lại sẽ chuốc lấy phiền phức. Trong ngày Chủ nhật này với bạn Tử Ngọ cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này sẽ khiến cho cái chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia xảy ra sự tranh cãi, ảnh hưởng tới hòa khí gia đình. Và khi giao tiếp với người bạn đời của mình, với bạn Tử Ngọ nên điều chỉnh lại thái độ sao cho mềm mỏng, hòa nhã hơn, đừng quá cứng nhắc và giáo điều, sẽ khiến cho tình cảm rất dễ dạn nứt nữa. Về câu quyết cho bạn Tử Ngọ trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, trở nên nổi bật và tài hoa, khiến cho người khác khâm phục. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, dễ dàng gây dựng được thiện cảm trong tập thể nhờ sự khéo léo của mình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, nhận được sự đánh giá cao từ đồng nghiệp cũng như là từ phía lãnh đạo. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, có tham vọng lớn nhưng cũng cần phải học cách biết tiết chế và khiêm tốn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, xảy ra cãi cọ với nửa kia, ảnh hưởng tới hòa khí gia đình. Về đánh giá của bạn Tử Ngọ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 23, số 74, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi, Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi cho mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi mùi đang cực kỳ vượng về nhân duyên. Các mối quan hệ với những người xung quanh diễn ra có được sự hòa nhã, tốt đẹp, tạo nên bầu không khí hòa đồng, thoải mái. Nhờ vậy mà công việc của bạn tuổi mùi diễn ra vô cùng là thuận lợi, hiệu suất của bạn được đảm bảo. Bên cạnh đó, vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, chia chở, cho nên tài khí của bạn có được sự dồi dào, sung túc. Với bạn tuổi mùi không phải bỏ ra nhiều công sức nhưng vẫn thu về nhiều khoản lợi nhuận đáng kể. Đây là cơ hội không dễ gì có được. Vì vậy với bạn tuổi mùi, hãy biết tận dụng thật tốt để tích lũy vốn liếng, tiếp tục mở rộng trong tương lai của mình hơn nữa. Tuy nhiên, về phương diện tình cảm của bạn tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này lại không được như ý muốn. Tình cảm của bạn đang có dấu hiệu bị nguội lạnh, gia đình đang có sự bất ổn, có nhiều chuyện tranh cãi, lục đục xảy ra. Và có thể bản thân tuổi mùi trong thời gian gần đây quá bận rộn với công việc cho nên không có thời gian dành cho gia đình của mình, dẫn đến những mâu thuẫn không được hóa giải kịp thời. Về câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, vượng về tình duyên, các mối quan hệ xã giao hài hòa, tốt đẹp. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, công việc diễn ra vô cùng là thuận lợi, hiệu suất được đảm bảo. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, tài khí dồi dào, sung túc, thu về lợi nhuận đáng kể. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, nên tận dụng cơ hội để tích lũy vốn liếng cho tương lai. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, tình cảm có dấu hiệu nguội lạnh, gia đình bất ổn. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 72, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân, Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tỵ hợi. Điều này sẽ ngáng trở vận trình công việc của bạn trong ngày hôm nay, rất dễ gặp phải những trục trặc. Khối lượng công việc ngày càng nhiều khiến cho bạn tuổi Thân khó tránh khỏi những sai sót. Vì thế, trong ngày hôm nay, khi làm bất cứ việc gì với bạn tuổi Thân cũng nên thận trọng, khiêm tốn và giữ thái độ cầu thị thì vận trình sự nghiệp mới có thể được bình ổn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này cảnh báo cho bạn tuổi Thân chớ nên để cho sự ích kỷ chia mờ mắt mình mà có thái độ coi thường ý kiến của đồng nghiệp, cộng sự. Sự tôn trọng quan điểm của người khác trong hoạt động nhóm, hoạt động về tập thể là chìa khóa quyết định công việc có hoàn thành được suôn sẻ hay là không. Cho nên với bạn tuổi Thân, buộc lòng phải học cách thích nghi đi bạn tuổi Thân nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Điều này sẽ làm cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia đang đứng trước rất nhiều thử thách về lòng tin mà hai bạn dành cho nhau. Tình yêu vốn cần được xây dựng trên nền tảng cơ bản là niềm tin dành cho đối phương, và một khi niềm tin bị mất đi, tình cảm của hai bạn khó mà được bền lâu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, công việc dễ gặp trục trặc, sai sót khi khối lượng công việc tăng lên. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, làm gì cũng nên thận trọng, khiêm tốn, giữ thái độ cầu thị. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, chớ nên để cho sự ích kỷ chia mờ mắt mình mà tỏ ra coi thường ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, cần phải tôn trọng quan điểm của người khác trong hoạt động nhóm. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, mối quan hệ tình cảm đứng trước những thử thách về lòng tin. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 64, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày gặp được thiên tài chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn đang có được nhiều tin vui về con đường tài lộc. Trong ngày Chủ nhật này, với bạn Tử Dậu có được sự may mắn, thu nhập chẳng tồi chút nào, và dù là người làm công ăn lương hay là người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được tài lộc dồi dào trong ngày, tha hồ chi tiêu theo mong muốn của mình mà không cần phải thắt lưng buộc bụng như trước nữa. Xem tử vi cho thấy, trong ngày này với bạn Tử Dậu cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng, điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của bạn khá là suôn sẻ. Có những cặp đôi còn bàn tính tới chuyện về kết hôn, trăm năm về chung một nhà. Tuy nhiên, trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, chắc chắn hai bạn sẽ cần ra mắt gặp gỡ bạn bè, người thân của nhau. Việc này là thật sự rất quan trọng và cũng là một trong những yếu tố nền tảng để cho bạn xây dựng gia đình hạnh phúc về tương lai sau này nữa. Và ngày này với bạn Tử Dậu, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Đông Bắc và tài thần hướng Chính Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn, buôn may bán đắt, một vốn bốn lời, không cần phải lo lắng quá nhiều về rủi ro xảy ra. Về câu quyết cho bạn Tử Dậu trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy có tin vui về tài lộc, thu nhập chẳng tồi chút nào. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa đốn tài lộc dồi dào, tha hồ chi tiêu theo ý của mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ nên xem xét hướng đi để khởi nghiệp kinh doanh. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc bận rộn vất vả nhưng thu về thành quả xứng đáng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim tình yêu ngọt ngào, có thể tính tới chuyện trăm năm về chung một nhà nữa rồi. Về câu quyết cho bạn Tử Dậu trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 35, số 86, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành hợi Tuất bán hợp. Điều này sẽ giúp cho con đường tình duyên của bạn có được sự hanh thông, đào hoa nở rộ. Với bạn tuổi Tuất, nếu như bạn đang còn độc thân thì hãy chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần để đón nhận tình yêu đến với mình. Nhân duyên có thể sẽ đến bất cứ lúc nào. Chỉ là với bạn tuổi Tuất thể hiện con người thật của mình nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của những người khác phái nữa nhé. Bên cạnh đó, trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tuất, các cặp vợ chồng nên dành thêm thời gian để hâm nóng tình cảm, nếu không đào hoa quá vượng sẽ biến thành đào hoa dữ và khiến cho một trong hai người dễ sa đà vào những cám dỗ khó từ chối từ bên ngoài. Tình cảm cần có được sự vun trồng, tưới tắm mỗi ngày như là một mầm non để càng ngày càng lớn mạnh hơn nhé. Cũng trong ngày Chủ nhật này, với bạn tuổi Tuất đang có được sức sáng tạo bùng lên rất cao nhờ có được sự hỗ trợ của thiên ấn chiếu mệnh. Vì vậy với bạn tuổi Tuất hãy tận dụng tối đa lợi thế này cho công việc của bạn, đừng có lãng phí bằng việc ngồi đó mơ mộng và để cho đầu óc của mình treo ngược cành cây nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, con đường tình duyên được hanh thông, đào hoa nở rộ, mang tới tin vui cho người độc thân. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, hãy cứ thể hiện con người thật của mình để tạo được thiện cảm với những người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, vợ chồng nên dành thời gian hâm nóng tình cảm kịp thời. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, công việc được suôn sẻ nhờ sức sáng tạo lên cao. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy nên tận dụng tối đa lợi thế của mình trong công việc để phát huy năng lực đúng lúc. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 75, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Hợi, Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành hợi tự hình. Điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Hợi phải đối mặt với khá nhiều khúc mắc trong công việc. Sự cố chấp khiến cho bạn dần trở nên cô lập trong tập thể khi bạn cứ khăng khăng giữ ý kiến của mình mà không chịu lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác. Với bạn tuổi Hợi, bạn cần phải rèn luyện cho bản thân mình có được sự linh hoạt, khiêm tốn, nhường nhịn và cầu tín thì mới có thể gặt hái được nhiều thành công hơn. Có thể với những suy nghĩ của bạn đúng nhưng dù sao cũng là ý kiến chủ quan, và nếu như là người khác góp ý thì bạn cũng hãy lắng nghe và tiếp thu những góp ý để có lợi hơn cho mình về sau này. Thêm vào đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, bạn đang gặp ngày có thủy khí vượng, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là bạn nên chú ý nhiều hơn tới vấn đề về sức khỏe của mình. Công việc của bạn có bận rộn, cuốn đi khiến cho bạn đôi khi quên mất phải chăm sóc cho bản thân mình. Và ngày hôm nay đang gặp ngày có thủy khí vượng sẽ không tốt cho thận, đừng có làm việc quá sức mà cần phải nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống điều độ để đảm bảo cho sức khỏe của mình được ổn định hơn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Thủy đối mặt với khá nhiều khúc mắc trong công việc, tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ trở nên cô lập mình trong tập thể vì quá cố chấp, tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc trở nên khăng khăng giữ ý kiến của mình, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim cần phải rèn luyện cho bản thân có được sự linh hoạt, khiêm nhường, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy nên chú ý hơn tới vấn đề về sức khỏe, nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống điều độ. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 32, số 82, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Mão, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.